Hoàng xin gửi lời chào tất cả chị em đang xem livestream nhá. Dạ vâng, em Đồng Thiệp xin chào tất cả mọi người. Vâng. Sáng hôm nay thì vẫn như thường lệ, 9 giờ nghe em và Trung Dung lại đây tất cả mọi người trên buổi livestream phát sóng trực tiếp của xe máy Hoàng Kiên. Rất nhiều các sản phẩm các anh em nhá. Có những chiếc Dream Việt vừa mới về trong sáng nay thôi. Đấy, nghỉ lễ thì nghỉ lễ nhưng Hoàng Kiên em vẫn mua và bán phục vụ bình thường. Chiếc Dream, máy Dream đồ đều vẫn có để phục vụ khách hàng. Vâng, những chiếc SH1 anh em nha, bản sần. Đời 2019 nhưng là bản ABS rất hiếm gặp đấy ạ. Không phải lúc nào cũng có những cái form nhỏ này mà lại có bản ABS đâu các anh. Vâng, những chiếc xe lít 110 anh em nha, vành gồ chân chống điện. Vâng. Đấy, màu nâu. Quay này, rất ấn tượng cái biển 999, 3 con 9 luôn. Rồi, tâm hoa. Form của 2023, tháng 11, 2022 là năm. Vâng, những chiếc SH mọi người nhá, 7L từ Liêm. Vâng, những chiếc Vision bản đen sần nha anh chị em nhé. Vâng, xa là một chiếc Kia lông chuột 100. Vâng, bên cạnh là một chiếc Avalis 2017 và 2021 kiểu 17. Vâng. Còn đấy mới nha anh em nhé, những chiếc Vision. Hôm nay ánh sáng chắc là ok đúng không ạ? Không có biết nào. Vâng. Anh em qua cho em để em và chị Dung tiếp hoạch tiếp tục đồng hành nhá. Vâng, anh em mới vào cho hai chị em xin nút chia sẻ mọi người nhá để bọn em sẽ lên những cái dòng xe hiện tại đang có mặt tại nhà em luôn. Đấy, anh em nào có nhu cầu mà muốn mua những cái dòng xe gì thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với lại inbox trực tiếp vào đây để em quay từng con một nhá anh em nhá. Có con quay nào không em, anh mau hà. Quay em nhiều đấy ạ. Vừa đã có cả quay 100, có cả. Vâng, đến giờ xem rồi. Vâng. Chào em sẽ ok anh Hoàng Thắng nhá. Chào tất cả anh chị em đang xem livestream. Mọi người mỗi người vào cho em xin nút chia sẻ mọi người nhá. Thực ra là ngày hôm nay thì cũng rất là nhiều anh chị em đang cùng gia đình đi du lịch, đi chơi nghỉ lễ, nhưng mà chị em thì cũng vẫn cứ đồng hành với tất cả anh chị em ở đây. Đấy, những cái dòng xe mà đang có mặt tại nhà không vài hôm nữa nó ứ đọng cho nó rất là nhiều xe luôn. Đấy, anh em nào đang có nhu cầu và mua những cái dòng gì thì có thể liên hệ comment vào đây giúp em được không ạ? Cảm ơn anh em rất là nhiều. Một chiếc SH1 mọi người nhá. Vâng. Bản ABS đấy ạ, bản 2019 đăng ký sang đầu 2019, xe 2019 bán cho các bác trai 2019, lốt 19, bản 19. Đấy, những bản này là ABS anh em ạ. Bản ABS của cái form này, form đẹp. Vâng. Cái lông luôn nhá. Nó có đèn LED nhưng mà đèn LED thì ABS là bình thường. Chiếc này là bản sần. Chờ chút Yến Nguyễn nhá, Vision 2023. Vẫn là có luôn đấy. Có luôn Vision đấy ạ. Vâng. Đây. Hụt đỏ, vành đen. Ừ. Bản sần anh em nhé, spa nguyên cái tay sách cho em thôi ạ, chứ còn là tất cả mọi thứ vẫn còn zin. Biển 29D232880, anh em quay cho em cái đôi da máy nhé. Đấy, đôi da máy ống muống vẫn còn rất là zin này. Thụt này, anh em nhìn cái thụt nó cũng không bị xây xước. Đây, hộp củ láp rất là đẹp luôn. Một đấy. Chiếc bản 2019 mà được công nghệ phanh ABS chống bo cứng của Bu này. Cho chị A mấy con ABS đời 2010 đẹp đấy. Bản rất đẹp, tem này. Có nhanh Cường Vũ nhá, cho em một xíu. Yên sẽ chịu thêm chỉ đỏ của anh em nhé. Vâng. Đây anh em nhìn những chiếc xe này là bên em đã được dọn dẹp sạch sẽ, được test, được ký giấy test rất là rõ ràng, rất là kỹ lưỡng rồi nên anh em yên tâm nhá. Mua những chiếc xe bên em thì là được bảo hành. Đây phanh ABS luôn ạ. Đấy, giờ đây, năm sản xuất 2019 nhá mọi người nhá. Chắc đăng ký 2020 đúng không em? Vâng, bản sần. Vâng. Phù hợp cho những công nghệ phanh ABS chống bó cứng mới bây giờ vẫn là hơn 60, chính xác là bản bạc cần là 65 và 66, đăng ký hơn 70. Vâng, anh Nguyễn Văn Sĩ đang hỏi là giá bán của NH đấy là bao nhiêu, 2019 là bao nhiêu? 50 triệu 500 anh ơi. 50 triệu 500. Vâng, lốp còn theo xe không? Anh Luân Bùi bếp đỏ bé. 50 triệu 500 cho một chiếc bản Sport là phần mõm xe đen bạc cần, đen vành, đen càng, má phanh và thụt đỏ, công nghệ ABS rất hợp lý, xe dáng sẽ nhỏ hơn, gọn hơn, máy cũng êm hơn, đi nó không bị giật rung như những một số dòng SH mới bây giờ. SH mới thì bản đèn LED đi ngay lúc khởi động nó sẽ giật rung. Đây nào, được mà. Anh em
xem âm thanh ánh sáng mọi người thấy có ok chưa ạ? Vâng, nếu mà ok rồi thì để em tiếp tục giới thiệu những dòng xe khác nha anh em nhé. Nếu mà chưa ok mọi người báo với em hộ em biết vậy ạ. Em nghe thì mic của anh áo nghe bé lắm. Đổi mic phát đi. Mic đổi thì đúng. Nghe báo bên biết đổi mà. Rồi, alo, alo, alo. Rồi, Dương Tuấn nghe được chưa? Nghe được rồi, đúng rồi, nghe rõ rồi đúng không ạ? Rồi, cảm ơn tất cả các anh em nhé. Anh em nếu còn âm thanh ánh sáng chưa ổn thì hãy nhắc để hai chị em biết để phục vụ anh em làm sao nó nét căng chuẩn nhất. Đây, 50 triệu 500, nhắc lại, bản 20... Lên gym, rồi lên gym. Như... Chắc không đúng vị trí. Rồi, em cài lại cho đúng vị trí nhá. Vừa mới về thôi, đầu máy 15/2012, hàng máy zin, có spa thì vẫn có, anh quay đầu bò trước cho các bác xem, hàng giòn vàng chuẩn nét zin nhá, cả hai bếp các anh em xem. Chân nan đây, càng có lướt qua một thời gian rồi. Đấy, hai cái càng có lướt qua một thời gian nhưng chân nan vành đều ok hết đúng không ạ? Nhiều bác hay hỏi những cái đồ nhũ đấy, thì trước đời đồ nhũ này chỉ có hai cái càng trước cộng với hai cái da máy, anh đi một vòng là có spa lại rồi. Bữa trước hình như cũng đã lên hình một lần trước này, đời 2012. Đấy nhá, đấy, có da máy nữa thôi, còn lại hộp xích này, hay là lườn sơn nhựa này, đều còn hết này. Tem nhôm vẫn còn nha. Đúng rồi, nhá. Hộp xích này, các bác nhìn hộp xích này. Ốc trục này, đúng rồi, chuẩn 2012, đến cao su vẫn còn này. Rồi, anh có thể lộn gầm lên cho các anh em xem. Rồi, anh em xem một chiếc Dream Việt Nam 2012. Máy còn zin nhá. Máy zin, nhũ đẹp, chân nan sáng, vành không có mối mọt thủng. Còn đôi da máy và càng thì cái đồ nhũ của đời 2012 rất rất hay vị. Chủ có spa lại. Rồi, các bác nhìn đây, Meyer sau, bát Meyer, ốc trục đều còn hết, càng, zin. Đấy, bô cũng theo xe, chỉ là những cái da máy cộng với cái hai cái càng trước. 2011 đến 2013 không tránh được cái da máy nó bị ấy đâu. Nổi rôm lên. Vâng, anh ấy bán một chiếc Vision, mua một chiếc Elite biển 90. Đấy, dòng 50cc. Chiếc The Dream 2012, bác nhìn thấy đẹp chưa? Zin hết đấy, gầm nóc hay là nắp bình xăng hay trục ốc này, các bác nhìn này, đều đẹp hết. Anh quay gần vào đây cho các anh em xem các cái tán này, tán sơn này. Rồi, anh Zin Hoàng, giá sao vậy shop? Chiếc The Dream 2012, hàng máy Zin, sơn nhựa nhá, là Zin. Còn sơn nhũ thì hai vị trí em báo lại rất kỹ rồi. Nhưng cũng là họ lên lâu rồi nên là cái màu nó vẫn đẹp và đều. 31 triệu 500, những chiếc Zin Việt đời chót, đây là đời chót 100, đời Zin Việt 100 đời chót. Luôn luôn có những cái giá nhất định. Máy thì đây, các bác nghe này. Đấy. Quả nan trước nan sau này. Nan. Nhựa này. 31 triệu 500 đời 2012. Nhìn tổng quan rất đẹp. Cả cái bộ nan ốc trục sau này, các bác nhìn đúng không ạ? Đây cái bộ này là bộ có điểm đây này. Đấy, nhìn mực sơn vàng này. Đấy. Trục giật này. Chân phanh này. Đấy. Chân nan này, đều sáng và đẹp hết, đều lườn. Anh em sơn. Nào đang tìm kiếm một chiếc đấy. Yên vẫn còn zin, chính xác. Đấy. Cũng là phân khúc, giá rất hợp lý rồi. 31 triệu 500. Bây giờ các bác mua chăng chắc thì được future thôi, Jupiter thôi. Các bác làm con zin 5-10 năm sau vẫn còn giá trị, chả mất giá đâu. Đẹp này. Ê, quay lại một lần nữa cái mặt ban thờ, cái phần nhựa này có dán ni lông nhá, dán ni lông chắc là mới bóc ra thôi. Đấy, trước là có mép dán để các bác nhìn. Rồi, máy rất hợp lý, rất đều, cứng cáp, máy căng, hàng zin mà. 31 triệu 500. 31 triệu 500 anh em nhé. Tại vì vâng, những cái dòng xe này, đợt này The Dream rất là hiếm. Không có nhiều đâu nên anh em nào đang có nhu cầu muốn mua những chiếc The Dream này. Hiện tại là chi tiết thì em cũng đã quay chi tiết rồi. Máy có The Dream theo xe, có một đôi da máy và đôi thịt trước, có bán tiền một chút. Nghe đời này thì thường thường hay bị zoom, không đúng rồi, không tránh được. Em lên. Rồi anh... gọi là ca sĩ Kiều Hưng đấy. Ca sĩ Kiều Hưng lại có cái món hàng gì lên giao lưu à? Xe đẹp anh ạ. Bây giờ anh phải xác định cho em như này nào. Anh mất công từ Nam Định, từ Thái Bình lên đến Hà Nội. Rồi. Mà anh bán một con xe là anh phải cảm nhận được con xe đấy nó thực sự là đẹp và giá nó phải tình yêu thương. Xứng đáng nhỉ? Lên đây trên này nó bán nó dễ được. Chứ nhiều khi. Xe giá 1 triệu lên anh
lên mất công hàng bán ở dưới đây được một vài trăm nghìn còn hơn. Xe nó cùi quá bác lên cũng khó giao dịch. Cố gắng hàng chất giá hợp lý. Bọn em giá đúng thôi. Giá đúng, giá đúng sản phẩm. Đúng rồi. Hoặc anh có thể gửi ảnh trước để xem qua cái giá cũng như đồ để các bạn online báo sếp bấm cái giá nét cho anh để anh đi lên cho đỡ mất công. Không nhiều khi các bác ở xa lên xong bác lại về xong lại lên bán được mấy đâu bác lại làm mấy vòng như thế. Cũng rất là ai nấy và ngại nha anh Hưng nhá. Rồi tiếp tục mời tất cả các anh em đến với một chiếc Exciter còn nguyên lốp bản VVA 155, đèn hay gọi là đèn hít đấy, đèn LED, đèn hít. Sơn zin, tem zin, lốp 2021 còn zin hết nhá. Động cơ là 155, chủ lên mấy cái ốc màu thôi. Chứ còn máy rất là nguyên zin, đến ra máy đây bản thân là ra máy nguyên zin đấy các bác nhé, không phải sơn lại đâu. Sơn này, để chân này, đem gái này, đúng rồi, tất cả đều zin hết. Lốp trước, lốp sau, đều theo xe hết, 2021, đúng rồi. Đó. Chủ đi cũng rất là ít, biển 37. Biển số con này biển 37 Nghệ An anh em nhé, 37F274718, bản đen sơn. Bản đắt nhất đấy ạ, đây là bản đắt nhất các bác ạ, khóa đấy, vâng, khóa này, khóa smart key. Chưa bao giờ Exciter lại rẻ như bây giờ, giá hợp lý như bây giờ. Mới vẫn là sấp xỉ 50 triệu mà trong cái đấy chủ đi lốp chưa thay đến cả đôi còn. Mà giá bên em bán ra còn 31 triệu 500 thôi. Bác thấy có hợp lý không? 31 triệu 500 cho một chiếc Exciter. Hàng là chuẩn 2021, đôi lốp còn zin. Tất cả các cái cùi này các anh em có thể xem lại một lần nữa. Cùi tay nắm này hay là cùi tay phanh này, hay là tay phanh này, hai bên đều zin hết. Đồ sần này vẫn rất là đẹp, đồ sần hai bên này đều zin hết, lốp của còn dày nhá, còn mà nó còn dày thế này này các anh ạ. 31 triệu 500 thôi, bản khóa smart key. Tầm này các bác vào Exciter là lợi nhất, lời nhất luôn. Để mà mua mới 49-50 chưa đăng ký bản đen sần smart key các anh em nhá, VVA. Bản VVA nhá anh em nhá, bản đen sần thì đại cái là con này được rộng con lành đáng hết rồi. Đúng rồi. Chỉ cần rửa đánh xi, tóm lại xi sẩm xịt ẩm con lành đến nào rồi anh em nhìn ra ngoài cũng bóng luôn. Người biển 37, 31 triệu 500 đồng. Vâng. Rồi, tiếp theo một chiếc Vision bản đen sần. Đời chót của những năm Vision form dáng đời chung. Đây, vẫn là cái câu chuyện như lúc đây em vừa nói. Những chiếc Vision hay là SH1, kể cả những chiếc Way hay The Jeep, thường là cái form dáng trước, cái form dáng máy êm nhỏ, khuôn bé 100 hoặc là 110 đối với những chiếc Vision này. Nó sẽ êm gọn gàng hơn là những mẫu Vision hoặc những mẫu LED hay là những mẫu Way sản xuất về sau. Hay như một số các anh em khách đi lâu năm hay nói là những cái dòng Honda sản xuất đời đầu bao giờ cũng có cái hay hơn, chạy nó mềm mại và êm ái hơn là những mẫu Honda sản xuất về sau. Rồi, biển được cái con này biển Hà Nội anh em ạ. Vâng. 29S681974 nha anh em nhá. Thì đây là một đấy, bản Sport sản xuất cuối cùng của những năm Vision đời chung. Đời mà các khách hàng chọn lựa nhiều nhất, từ dáng, từ máy. Đúng rồi, zin hết luôn, yên zin, tay sách là đỏ rồi. Phần đen sần thì phần là trong này phải là phần nhám nhé các bác nhé. Kể cả phần mặt nạ đằng trước cũng là phải mặt nạ màu xám, xám này, xám bạc. Nhưng mà họ lên mặt nạ thể thao nên họ thay. Chứ đúng ra là có hai chỗ, mặt bắn thờ và mặt nạ nó sẽ có màu xám. Nó là đúng rồi. Một bản đen sần 2020 các bác có thể xem, đồ nhũ đây, hàng zin đẹp không ạ? Ơi, zin lốp theo xe rất đẹp và dày luôn đúng không? Đấy. Form này máy rất là êm, nhắc lại một lần nữa máy cực kỳ êm cho các khách hàng thích những cái dòng Vision gọn nhẹ nhỏ mà chắc bền lạnh. Đây là những cái gì em thấy ở cái độ thông dụng Vision mang lại tiếng thích nhất cho khách hàng. Đấy. Là form dáng đời này, đời cuối cùng là đời 2020 của form dáng này nhá, nhắc lại một lần nữa giá để cho anh em mình là 29 triệu. Vẫn là những cái giá hợp lý vì rất nhiều khách hàng toàn đi tìm form dáng này, nó hết sản xuất rồi mà thì các bác lại hay đi tìm. Đấy. Tóm lại form dáng này là form dáng cuối cùng của bản Vision đời này nha anh em nhé. Anh Phạm Phạm Hải Nguyên, 29 triệu cho chiếc Vision anh nhá. Không biết anh hỏi chiếc nào. Đúng rồi. Đấy, đời cuối cùng. Anh quay lại những cái vị trí mà sau các bác đời mới nó là đời cũ. Đúng rồi, sau đời mới. Đời mới thì nhiều các bác lại chê đấy. Bản thân hôm qua em bán cho một khách, khách không ưng cũng vì vậy. Anh ấy bảo chạy nó cứ bị buồng buồng cái côn đầu tiên, rất hay bị rất nhiều dòng như thế. Đấy những chiếc mà nó còn lại đẹp như thế này, zin như thế này các bác nhé, không mấy khi có trên thị trường đâu. Từ năm 2020 đến giờ. Hai bên cùi hai bên này hay là bên có 70. Đấy, đẹp, rất đẹp. Đồ sần các bác nhìn này. Này, này. Đúng không? Đẹp, đẹp quá luôn.
quá đẹp, rất hợp lý, sần đen tem đỏ. Hết hàng rồi, không còn hàng đâu, em nhấn mạnh đúng chân bác nào, hãy chốt thật nhanh, hãy chọn thật nhanh, rẻ hơn cả form dáng cũng mới mà lại được chạy được thích hơn form dáng mới. Đây rồi, em lên luôn một form dáng mới, không sao, để cho các bác dễ lựa chọn. Đây, đời mới, có luôn đời mới 2023, em nhớ tháng 3 của 2023. Chiếc này, bản đen sần, lại được vành to, cá tính cao hơn nhá. Đây em ngồi thử để các bác xem, chiếc vừa rồi em không ngồi, nhưng bác, chiếc này nó vành to, cao hơn. Đấy, cao hơn một chút. Mà cũng là bản đen sần, hay gọi là bản cá tính. Đấy, dòng 2020 thì gọi là bản thể thao. Nhưng mà đời 2020 không đúng người, chính xác là chưa gặp đúng người anh ạ. Chứ còn khi gặp rồi các anh ơi không tìm được, vì form của 2023-24 này còn, rất liên tục sản xuất ra và phục vụ các bác. Nhà em cũng có rất nhiều. Nhưng cái form 2019-2020 bây giờ tìm được những chiếc mà còn cả đôi lốp mà sơn zin, những cái cùi tay nắm đẹp như thế không có nhiều. Hy vọng bác nào mà đang tìm nhưng chưa biết được những cái sản phẩm này thì cũng mong các bác đang có mặt trên đây hãy chia sẻ để cái đường like này đến được với các bác ý để chọn lựa được cái mà mình đang tìm, chính xác là đang tìm mà không có, đúng không ạ? Vâng, một chiếc Vision bản 2023 anh em nhé. Chiếc này là có cái điểm lợi đầu tiên là các bác ạ, dán sần nhưng lại còn dán sần. Các bác thấy ông chủ gọi kỹ tính quá mức không? Đang dán một lớp ni lông sần nhá. Dán gấp mép bên trong, sờ mới thấy này. Bên trong này có một lớp gấp mép này, đấy, tất cả bên ngoài. Nếu các bác không tinh mắt thì nhìn trên đấy em nghĩ là không chắc đã nhìn ra. Đây thực tế này. Đúng rồi, thực tế này cũng không phải mấy người nhìn phát là nhận ra ngay đang sán một lớp sần. Còn lốp là theo xe hết, càng zin hết. Anh em rất đẹp luôn. Đây các bác nhìn lốp 2023. Đấy, được chưa? Rất đẹp, phanh này. Ôi, nhiều bác đến cứ phải vuốt vuốt. Cái này vuốt nếu mà không nhìn thì không nhận ra được. Không có một gờ gì hết. Zin hết đây anh ơi, zin hết khít này. Ôi nhựa chít này. Ôi để chân này. Ôi, chắc là em nghĩ là chắc chưa ai trèo hay sao. Nhìn đẹp này, tem này. Ra máy này, ốc chụp ô phần này nó mới đẹp nữa này các bác nhìn này. Sáng quắc luôn. Thế chắc thế. Cả lốp trước lốp sau còn zin và rất dày nhá. Đấy. Vâng, đồ rất là đẹp nhá anh em nhá, đồ cực kỳ là đẹp luôn, biển số 29E đúng đa đấy ạ. Em vâng. 95545. 2023, vâng. Cả lốp 2023 luôn. Vâng, một chiếc Vision bản đen sần 2023 cam kết là zin từ tay sách nhá. Nhắc lại một lần nữa, từ tay sách này vẫn chưa có sờ ba này. Trước này thì các bác đây Oppo vẫn còn zin này. Đấy, các cái ốc này cũng là ốc khác ấy nhá. Các bác nào mà tinh mắt nhìn khi thay Oppo họ hay đưa cái ốc bốn cạnh sao bốn cạnh, không có cái loại ốc xịn này đâu. Đấy, nếu mà thay zin hết, cổ bô dân trong ngành. Dân trong ngành thì phải hỏi những cái cổ bô này đúng không ạ? Hoàng sau kìa. 87 triệu chưa? Ôi, đi về đi, hỏi chiếc 82 nhưng xem chiếc đẹp 87 triệu cái là lại bảo nhau là thôi đi về đi. Rồi, thôi chiếc 82 thì đã like rất nhiều rồi. Hôm nay thì tập trung những chiếc thông dụng Vision chẳng hạn. Đấy, hàng hai khóa đầy đủ nhá, đăng ký 2023. Thôi những chiếc này em cũng phải nói nhanh để anh em mình đỡ phải lăn tăn, thì cái giá luôn luôn nó là khó nhất ở cái vấn đề giá. Còn xe thì khẳng định với các bác chả có gì để chê cả. 38 triệu cho một chiếc 2023 bản cá tính, chính xác, dán ly lông sần ba lớp. Bây giờ cố gắng mới này như là hơn 40, đúng rồi, cũng các bác hết sức thông cảm. Những chiếc Vision hơn 40 thôi, nhưng mà những chiếc Vision giá luôn luôn là nằm trong top xe ga giữ giá nhất của những chiếc Vision đấy, của những chiếc xe ga thông dụng. Quang đang hỏi là con Vision 2020 bán 29 triệu anh ạ, xe đẹp, anh hãy lên cân đối, nó đẹp thật sự luôn đấy. Anh Đinh Công Thắng, mình mua xe SH1 được 3-4 tháng. Vâng. Nay check bình có được bảo được anh ạ. Được anh ơi. 6 tháng anh nhá. Cũng anh như các anh em đang có mặt trên live, nếu có xem xe bên em, hãy lưu ý là bình ắc quy bên em bảo hành 6 tháng. Cứ có giấy bán bảo hành trong thời gian đấy 6 tháng, các bác có lỗi về bình cứ mang đến cửa hàng em. Mình cố gắng. Em có bảo hành bình vâng. Cứ 6 tháng anh em bảo hành bình cho anh em đổi bình mới luôn. Đúng rồi, bình mới luôn anh nhá. Cũ thì mình cũ đâu, bọn em bảo hành mới cho anh. Chính xác. Rồi. 38 triệu đồng. Dán ly lông.
hàng zin từ tay sách Oppo, không có gì để chê cả, chủ yếu là các bác vượt qua được cái giá thôi. Em bán em cũng phải ghi nhận, nó đắt nhưng nó sắt ra từng khúc một, chứng xứng đáng. Hà dành cho các bác đỡ phải đi xa. Càng phải làm. Em không anh Thắng Bùi ơi, em không được nghỉ đâu. Không phải là không được nghỉ, mà không nghỉ á, đây là anh em có tinh thần làm việc rất là cao. Không quan trọng ngày nghỉ lễ, người ta nghỉ lễ nhưng mà bọn em không cần nghỉ. Đấy, nhưng mà bọn em nghỉ vào ngày hôm sau ạ. Rồi, luân phiên các bác nhá. Rất đây rồi, biết ngay mà, rất nhiều các bác đang hỏi. Anh Quang Lê, anh Duy Anh, vâng chào các anh nhá. Đấy em đọc ngay giá Vision là có các anh phản đối ngay. Nhưng mà thôi các anh cố gắng thông cảm, nó đắt nhưng mà em cũng giải thích mấy lần rồi. Cố gắng, nó là những dòng xe lướt dự giá, rất dự giá. Em cũng không thể trừ được những các anh khách đến bán quá nhiều, để lên cái độ vênh giá sau khi bán lại thì nó cũng rất là sát các anh em nhá. Em có máy chạm thôi, 8,8 triệu biển 17, siêu nhân. Bên em không có bị sao hết nên không phải chữa trị gì hết, em và chị Dung. Không phải đâu ạ, anh em mọi người có nghỉ rồi, em thì em nghỉ trước rồi, mình ở xa. Nhưng chắc người ra lấy được không được anh, chắc là anh bảo hành bình đúng không? Anh mang cho em cái bình cũ nhé, bình cũ là bình đúng cũ. Rồi bình cũ là có các thông số của nhà em để xác nhận là bình đã hỏng, xong em sẽ đưa cấp cho anh bình mới. Anh phải có, tại vì là bên nhà em khi mà ra cũng có phí thu phí. Đúng rồi, nó xác nhận. Mang cái bình cũ lên giúp em. Gửi lên cho em cái bình đấy, xong em đổi cho anh bình khác. Ok, người khác em lấy được. Rồi, tiếp theo mời các bác đến với một chiếc mẫu xe thông dụng, cũng là quốc dân dành cho những anh em nam giới. Nữ thì có Lead, có Vision, có SH1, nhưng nam thì gần như A-Blade thông dụng số 1. Anh em cứ đi chữa lành đây. Ừ, đi chữa lành thì có rách đâu mà chữa. 2020 vẫn là một chiếc đen trắng đỏ rất đẹp, trắng đỏ phối màu cực kỳ thể thao, cực kỳ khỏe khoắn, những cái màu mà nam đi được nữ đi cũng ok đúng không ạ. Đen sần thì nhiều khi là nó cá tính hẳn rồi, còn những màu đỏ đen rất là thông dụng, trắng đỏ đen. Biển Hà Nội nhá, đời 2020, cũng là những chiếc máy zin cho các bác luôn. Vâng, anh em nào thích quan tâm A-Blade đời 2020 màu đen, đỏ đen trắng bản 33,5 triệu màu đỏ đen dáng thể thao, đúng rồi. Đấy, nhìn nó rất là thể thao. 33,5 triệu ở những cái thời điểm đỉnh thì thật sự là giá rất rẻ. Máy những chiếc này thì nó lành rồi, dòng xe của Honda luôn luôn là lành, an toàn, dễ sử dụng cho các bác nam giới đi thì cực kỳ phù hợp luôn. Đấy. Không còn, em còn Fuel 1 với Fuel 1 thôi ạ. 30,5 triệu nhá, một chiếc 2020. 33,5 triệu. Chị em chắc là chưa sao, thấy có khóa treo lủng lẳng này, mấy khóa liền này. Winner. À. Rồi. Vâng, em thì nó cũng có chiều cao khiêm tốn. Cân nặng nó cũng không được như ý. Vẫn còn hơi hòm hèm, ý chị Dung là thế. Mới 7 mấy thôi, 73, 74, 75 thôi chứ chưa được chắc phải tầm 8-90 mới đủ cân tiêu chuẩn của chị Dung. Tiêu chuẩn của chị Dung phải 8-90. Tầm đấy. 8-90 là yêu luôn. Đấy, phải tầm 8-90. Mình yêu 80. Không sao. 90. 90. Ngót ngót tạ, gọi là ngót tạ. Tóm lại là bụng vệ vệ tí cho ôm nó mới thích. Bao công béo mới được đúng không? Vất vả mãi mới béo được, mới đẹp được. Rồi, đây là mẫu Winner X, nhưng mà đây các bác phải nhớ cho em nó là bản V3 nhá, bản mới nhất hiện nay hiện hành, bản khóa smart key này, các anh em mới nhớ này. Ấn vào nó phải có mã vạch qua nhận chìa trên này nó mới là bản chuẩn của khóa smart key. Đấy, cái vạch vàng nhá, ấn vào xong bắt đầu mới vặn. Phanh ABS đúng rồi, đồ sần anh ấy đã dán, tất cả đồ sần là dán bằng carbon chống xước, đảm bảo cho đỡ xước. Đây là cái tất cả đồ sần anh ấy gọi là dán đồ sần.
Thực ra là tốn tiền thôi, chứ còn để đẹp thì em nhìn nó cũng chưa hẳn là đẹp lắm đâu. Đổ. Thực ra dán anh cứ dán cái sần cũng được mà, vì nó sần, nó là sần bóng, nó để phối màu nó rất đẹp. Rồi, bản ABS mà bản V3, bản này bây giờ không còn, tức là không phải là không bán mà bán vẫn bán trên thị trường, nhưng thị trường xe cũ không còn nhiều các bác ạ. Đấy, không biết là các bác mua nhiều hay là xe mới nó ra ít. Mà em thấy ở thị trường xe cũ rất là khó săn được những bản V3 này. Cũng có nhiều buổi các bác trên live hỏi mà em không có hàng đấy. Hôm nay về thì bác nào có hỏi những bữa trước thì nếu chưa mua xe thì liên hệ cân đối với bên em nhá. Vâng, đẹp hết tất cả từ lốp này, các bác nhìn xe phanh ABS không trục, lốp cũng là theo xe, máy cực kỳ dày, chưa các bác nhìn dày chưa, dày quá dày, xe của 2022 ấy, xe 2022 bản lốp zin mà zin còn dày cơ, phanh ABS sơn cũng zin hết này, các bác nhìn lớp sơn zin đỏ này cực đẹp luôn. Máy thì hết chê rồi, 30.500.000 một chiếc Winner X bản V3, bản mới nhất đến thời điểm hiện tại nhá, phanh ABS. Đây hay gọi là bản này thì bọn em hay gọi là bản đường đua. Đấy, nó có cái cung đường như ở trên hai bên ấy thì hay gọi là bản đường đua. Nhưng là bản V3, bản đường đua nhá. Các bác nào chọn lựa những mẫu Winner V3 thì liên hệ chốt cho em. Cũng có luôn ạ. À. Em có màu trắng và màu đỏ. Anh Hoàng Tuấn, giá dưới 30. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Ok, cảm ơn. Chào anh ạ. Toàn nhìn trên live rồi. Vâng vâng. À dạ vâng, thế anh vào trong nhà nhá. Những khách hàng cũng là Thái đẹp không? Có một chiếc tương đối thôi anh ạ, gần 30. Ablet giá bao nhiêu vậy? Rồi xong con Ablet nào nhỉ? 33.500.000. 33.500.000, xếp tiền nghỉ lâu vậy. Anh chị Hoan Nguyễn lại bảo mic chị Dung không nghe thấy, chắc ở mic đỏ đổi xe khe khó. Anh Vinh Đức có xe trả góp không? Có anh ạ. Anh Phạm Thành Chữ chào các em. Em chào tất cả các anh em nhé. Vâng, anh xem xe đi nhé. Xong rồi lên luôn cùng bọn em. Lên xe quay 100 đi. Rồi, em lên. Đây rồi, lên luôn nhá. Chiếc này là 30.500.000 các bác này. Ablade thì là 33.500.000. Winner X bản V3 là 30.500.000. Ở những cái đời rất mới, 2022. 2012 XI. Vâng, và chất lượng xe thế nào nữa anh ạ? Có buổi live có hai chiếc quay, một chiếc rất là mới, rất là đẹp, biển còn đẹp, nhưng mà máy 110, có một chiếc 100 đời cũ. Thế mà anh vẫn hỏi máy 100 đúng không ạ? Thế thì biết thì không còn ạ. Mới thấy là máy 100 này được các bác chọn nhiều thế nào, càng cũ càng hiếm, lại được nhiều các bác hỏi nhiều hơn đúng không ạ? Đấy. Hàng máy 100 bản lông chuột, da máy có tỉa, hình thức thì cũng bình thường thôi. Đấy. Sơn tem thì phần này thì vẫn còn. Đấy. Nhũ ở trục sau hoặc là các cái hộp xích này thì vẫn còn. Nan đồ mai ơ sau là vẫn còn. Nhưng mà nhìn nó tương đối thôi, không xuất hàng 100 mà tìm được những chiếc xuất sắc bây giờ thật sự cũng hiếm. Chờ các anh ạ. Tí em hãy tắt đi, em hãy bật lại xem nào. Alo alo. Alo anh em bên đỏ nghe thấy em không ạ? Nghe thấy tiếng em không anh ơi? Anh ơi, nghe thấy tiếng em chưa? Mình nói thầm, nghe thấy tiếng em chưa anh ơi? Đấy, anh em bên đỏ nghe tiếng em chưa? Mic của Dung nhỏ quá. Rồi anh Thành Chữ nghe lại tiếng của em xong có ok chưa anh? Sao chán nhỉ? Nó cứ bị làm sao ấy, tại nên nó cũ rồi. Được rồi chị. Anh em có thể thoát ra vào lại nhá, em nghe là thấy tốt. Vâng, đúng rồi, nghe thấy rồi. Rồi, may quá tiếng này đang oang 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 rồi. Rồi, một chiếc quay 100 nha anh em nhá, biển E đúng đa. Đời cuối cùng của màu quay 100 bản lông chuột. Quay 100 thì đến 2016 nó mới hết. Nhưng màu lông chuột thì đến 2015 là đã dừng sản xuất rồi. Chỉ vâng. 13, 14, 15 thôi. Đấy. Giá là 14 triệu. Hàng mạnh là mạnh ở cái máy 100 đầu bò bốn ốc. Rồi. Màu lông chuột được thịnh hành, các bác ưa màu xám, ưa những màu trầm tính nhưng mà nó có độ sang thì lông chuột này sẽ được ưu ái nhất. Đấy. Còn đồ thì nó cũng tương đối thôi nhá, hàng cũng gọi là tương đối. 14 triệu, máy vẫn còn nhá. Đây anh có thể quay lại cái đầu bò, nhưng mà sơn ý, sơn da máy và nhũ ý, thì nó sẽ là đuối. Chiếc này thì em đánh giá, còn máy thì vẫn còn. Bản bốn ốc là rất là nhiều anh chị em thích đấy ạ, đời 100 là nhiều chị em tìm lắm. Điện thì có chỉnh rồi, dòng điện thì đã thay vào dòng cam, dòng xanh rồi. Hàng rồi anh Dương và anh rẻ trước là có, còn bốp sau mai ơi trục giật.
Được. Đông Hoàng đang hỏi là có Jupiter 2019 không chị Dung? Jupiter 2019 hiện tại là đang không còn rồi. Không còn. Ở đang không còn rồi anh em ạ. Nên năm ra là rất nhiều xe. Anh Hùng Ngô gọi là hơn bờ gần 700 xe. Không biết tại sao các anh em hỏi vẫn bị trượt nhiều. Em thấy trả lời không hơi nhiều đúng không ạ? Rồi. Anh Hùng Ngô đang con Lít đời 2012 vành gồ chân chống điện của anh 29F. Con đấy dao động tầm khoảng 19 đến 11 triệu nha anh nhá. Đấy là xe nó còn tùy thuộc vào xe đẹp hay xe xấu. Cũng có những chiếc đây bên em bán ra. Đây em bán luôn chiếc này cho anh nhìn thấy. Em mua là 9 triệu rưỡi. Con quay bé không anh Dương Ánh? Anh ơi quay bé hiện tại nhà em còn con quay Thái 110 21 triệu 500 qua còn không? Còn đúng không? Đấy. Trong nhà vẫn anh, còn. Anh nào vừa bán lít thì có thể cân đối so sánh nhá. Chiếc này em nhập với khách là 9 triệu. Về nhà có thay cái ổ khóa này, có sờ ba lại mấy thứ linh tinh, dọn dẹp xong là thành 9 rưỡi. Cộng 2 là bán 11 năm. Đấy anh em cứ cân đối cho em hình dung. Bình thường thì là sẽ nhập tầm 9. Đời cao của năm cuối cùng của 2012 rồi. Em quay một vòng quanh lít 110. Dạ vâng em cảm ơn anh Thành Chữ nhá. Mic to rồi. Có sờ ba lại như cái ổ khóa kia các bác tí xem. Tay nắm, tay sách, Oppo là những cái mà đã được dọn dẹp lên. Thì công cán dọn dẹp tổng thành lên là 9 rưỡi. Cộng 2 là 11 triệu 500. Vâng, đấy là em xe cũng đều cũng cứng nha anh em nhé. Đây bản sần sần cũng rất là đẹp này. Đời con này là 2012 giống xe của anh luôn. Đấy biển cũng là biển Hà Nội nha anh em nhé. Cũng là biển của anh là biển S, biển này là biển U, Sơn Tây. Vâng. Đấy anh em nào mà đang có nhu cầu thì mình có thể cân đối. Ví dụ như những con xe mà em bán ra giá 11 triệu 500 anh em cứ cắt trừ khấu đi. Nếu mà không phải dọn thì em cộng 2 triệu cho anh em. Còn nếu mà phải dọn thì cứ cộng thêm cho em cái tiền dọn lên là ok. Rồi, quan trọng đấy. Là dọn những cái gì. Vì bình thường các cái xe này em thấy xước là không thể tránh được đâu. Cộng với các cái sinh nhan nó sẽ dạng nứt từ trước từ sau nó đuối. Hay là nhiều lỗi lầm thì cái đấy mình phải xem cụ thể từng chi tiết một. Còn em chưa nhìn nên em chưa thể báo cụ thể được. Còn xác định trung bình thường thường đều nó sẽ là tầm 9 triệu. Cứ tầm 9 triệu đến 11 triệu. Có những con xe gắt gao em vẫn mua đến 10 triệu, 11 triệu để bình thường. Chiếc này 11 triệu 500 bán vâng, ra. Bán ra anh em nhá. Đấy anh nào có thì chắc là không cần phải giới thiệu nhưng những bác chưa có thì em cũng nói qua. Động cơ thì 110, xe có Honda, lành, bền. Cốp rộng, dễ sử dụng, dễ sửa chữa. Nhược điểm thì em thấy chiếc này phần đa là bị đánh giá đuối về cái form dáng, tức là hình thức ấy, nó sẽ hơi bị chê trách các bạn nữ hay là các cô thì không sao nhưng các bạn trẻ đi thì sẽ chê là nó hơi nhừ, hơi già, đúng không ạ? Đấy là nhược điểm nhá. Còn lại ưu điểm là rất nhiều, tính năng tiện ích công năng của dòng lít 110 là rất cao. 11 triệu 500. Vâng. Jupiter đời 2017 2018 cũng được. Hiện tại là nhà Jupiter hình như đang hết. Rồi, cũng còn anh Đông Hoàng nhá. Bữa trước là có mấy chiếc về đấy. Anh cũng lưu ý chắc là một vài bữa nữa sẽ có hàng luôn thôi vì khi hết có vâng, anh nhập rất cao. Anh Tiệp Còi đang bảo là Dream Việt Nam. Hôm nay em vừa like một con 31 triệu 500 đời 2012 anh em nhé. Anh có lấy 110 không? Đằng sau lưng đấy. Em có một chiếc Dream anh Việt Tiệp Nam 110 216 đẹp lắm. Không nghỉ lễ Tết ở Hoàng Kiên Phạm Thủy. Không anh ơi, em không bọn em nghỉ trước rồi. Nghỉ trước ạ. Em nghỉ trước rồi, ngày mai ngày kia anh em lên thì nếu mà có thì em nghỉ lại một nghỉ ngày hôm. Còn nếu mà không thì lại thôi vẫn là bình thường. Rồi chiếc LED đen sần bản đắt nhất đấy nhá. Động cơ 125 2021, lốp còn zin cả xe này của anh nhìn lốp còn theo 2021, chứ ông chụp đĩa này. Đấy, sơn này. Phần này là đúng là hay xước nhất mà nó sơn nó còn được thì bác thấy này. Những cái tay nắm này. Nếu mà máy chạm là không được đâu anh Hùng Ngô nhá, máy chạm là không được giá đấy đâu ạ. Máy chạm anh em cứ xác định trừ cho em tầm khoảng 1,5 triệu nữa. Lại 7-8 triệu. Đúng rồi. Xác định rồi. Luôn cho em như thế cho nhanh không lúc anh em mang lên lại bảo ui rồi đấy mà giá rồi, báo với trên live với anh em là như vậy xong đến nơi lại bảo trừ nhưng mà anh em báo luôn là em cái hình ảnh xe đúng rồi mua trên này tả thì nó rất là khó cũng cho em khoảng đấy tóm lại là khoảng đấy cho em đây giống như em đang bán này em cũng sẽ tả thật kỹ rồi em báo luôn giá để các anh em cân đối miễn là các bác phải nhìn được chưa sờ được thì phải nhìn được đây zin hết các bác nhìn nhá zin hết luôn đúng không ạ hàng mới mua chính xác là vừa mới mua 2,6 vạn còn trả kịp sờ ba lại km đây này các bác nhìn chuẩn luôn từ năm 2021 đến giờ tay sách này cũng còn zin hai gương sổ sách bảo hành xe chưa qua sờ ba một chi tiết nào cả lắp cả cái sạc dự phòng rồi Ablet anh em nhá bản sần đấy đời 2021 ạ vâng anh em tín đồ của Ablet cân đối đổi xe rồi là có những lúc chuộng màu đen sần cực kỳ hot em phải ghi nhận rất nhiều khách hàng hỏi suốt ngày màu đen sần này ra mới những cái màu xi măng lại được một thời gian thôi còn sau đấy lại vẫn là đen sần này các bác chuộng nhất hay xăng lên con mới quá thôi cập nhật được bảng báo giá rồi
ok, chiếc này hết xăng, nhấp cốp là hết xăng. Cập nhật giá hộ này. Em mới vào báo giá về, chưa cập nhật được. Hàng lốp còn zin, sơn đến thời điểm hiện tại là sơn zin luôn vì chưa có sợ ba cái gì cả. Vị trí đằng trước này đánh là hết được nhá, không xước. Ốc trục đây. Cửa là đẹp. Đẹp đúng không ạ? Đây các bác nhìn này. Đây là cái bán ra 37.500. 37.500. Màu đen sần vẫn là cái màu mà hot nhất, cua lôi cuốn nhất và cũng bền vững nhất với thời gian. Từ quay năm 2015 là lết da đen sần. A Black màu đỏ 2019. A Black màu đỏ 2019 lên màu đen sần. Rồi, có những cái lúc xi măng hay là xám hay là bạc sần nó cạnh tranh hơn. Nhưng rồi sau đấy em thấy vẫn là câu chuyện của những chiếc đen sần là đắt nhất. Vâng, anh Ngô Ngọc Hùng chờ em một xíu em lên con màu đỏ cho anh xem nhé. Sơn đều là bản sơn của máy, rất đẹp luôn. Cái bản sơn nó đẹp, nó không đầy, không bong. Vì mình tự phụt sơn vào nó sẽ bong rất là nhiều. Rồi, vâng, anh Sbo có cúp 8290 không em? Xe vừa hiện tại là em đang hết rồi. Còn chỉ còn duy nhất một con 70 mới, vâng, sơn zin máy zin bán ra với giá là 87 triệu. Đấy, anh em nào đang tìm mua một chiếc 82 đẹp thì nhà em đang còn con đấy nhá. Có A và B màu biển 28 không ạ? Anh Bùi Quang Huế. Để em biển 28 thì cho em check. Có những cái biển như là biển 17, biển 35 là em có em nhớ. Còn biển 28 thì anh đợi em một chút nhá. Em cũng có một chiếc lết biển 34. Không biết anh em nào hôm nọ hỏi lết 34. Thì anh em có thể báo các bạn online gửi ảnh cho anh nhá. Rồi 7.000 cây anh em nhá, một xe siêu em có mới. Một chiếc biển 28, hai chiếc biển 28 các anh nhá. Đều 2021, màu đen như chiếc vừa rồi. Giá sẽ rẻ hơn tầm 315. Biển 28 màu đen sần như chiếc vừa rồi nhưng biển 28 315. Còn một chiếc thì đời 2010 thì nó rẻ, nó có 12 triệu thôi. 13.500 2010. Có hai chiếc lên biển 28. Đây một chiếc quay 7.000 cây nhá anh em nhá. Mới nhá, các bác nhìn cái tem này này là nhớ cho em, bắt đầu từ tháng 10/2022 nó sản xuất ra xe hay gọi là form dáng của xe 2023. Chiếc này đăng ký tháng 11/2022. Biển được không ạ? Tam hoa, nhất tứ quý nhì tam hoa, được cái biển tam hoa 3 con 9 to nhất rồi. 29C199905 anh em nhá. Được cả biển. Vâng, cả anh Tuấn Trần. Vâng, đó, anh chào tất cả anh chị em đang xem livestream mọi người nhá. Mỗi người vào cho em xin nút chia sẻ mới được không ạ? Cảm ơn anh em rất là nhiều. 7.000 cây nha anh em nhé. Một chiếc Venva 110 bản 2023. Chìa khóa vẫn còn zin cả xe. Lốp zin. Máy zin nha anh em nhé. Những dòng dài xe này hàng lướt rồi. Có 7.000 cây có gì lăn tan đâu đúng không ạ? Cực đẹp. Đã. Xe rất là cứng cáp mới. Chất lượng. Form đấy. Dáng của 2023. Được để cho anh em mình trên live 17.200.000. Vâng. Đổ được cái biển. Lăn bánh. Biển cái... cũng đẹp. Biển phố lại còn tam hoa. Vâng. Đổ xăng và lăn bánh thôi. Hai khóa đầy đủ. Đấy, anh em nào đúng nhu cầu thì liên hệ cho em. Hàng này nói chung là cũng không có nhiều. Hiện tại bây giờ đây từ càng này đóng tháng 10 này, 31 tháng 10 2022 các bác có thể nhìn thấy đấy. Lốp cũng 2022 hết. Đăng ký tháng 11/2022. Zin hết nhá. Rất phù hợp từ cái tay sách này vẫn còn theo xe này. Biển. Anh quay lại một lần nữa. Rồi 17.200.000 nha anh em nhá. Biển tam hoa 3 con 9. Anh em nào thích biển đẹp hoặc là thích xe này là 7.000 cây là xe đẹp rồi. Anh em nhìn chìa khóa chưa sử dụng một chìa. Ui giời, cái gì đây? Anh Tuấn Trần chào hai chị em. Vâng, em chào anh. Vâng, em chào tất cả anh chị em đang xem live stream nhé mọi người nhá. Đây anh em nhìn mới không? Rất là mới luôn nhá mọi người nhá. 17.200.000 test rất là kỹ. Thực ra bên này những dòng xe này hầu như là mua về chỉ cần rửa qua thôi, không cần phải làm gì đâu. Đồ anh em nhìn đồ rất là mới sáng, rất mỏng rồi, toàn 1.500.000-1.800.000 thôi. Nên bác nào mà đúng trong trung tâm thì cứ chốt luôn cho em nhá, không có nhiều ạ. Vâng. Anh Quản Thuận đang hỏi có QS đẹp không? Hiện tại QS đẹp em đang không còn anh ơi. Anh em đang bảo chào anh em câu. Em nó đang bảo là em nó đang mất tiếng. Khổ. Tai nó đang bị mất cái mic nó đang bị hỏng cái mic mất. Bây giờ mà mua cái mic đấy cũng tương đối là nhiều. Hình như là hơn 20. Qua bảo chị Dung ơi, tình hình đang đen. Phải có một cái tăng thêm âm thanh. Trợ thính. Tăng thêm âm thanh nên đi đoạn là xếp nói nhỏ là gặp Đức là hơi mệt, không nghe thấy, chỉ vào vỗ vai là nhiều hơn chứ gọi là bạn tập trung hướng khác. Tại vì hôm vừa rồi bảo chị Dung ơi, tình hình là em rơi đời xuống, quan trọng hỏng mất rồi, là mất tầm 21 củ, tự nhiên đèn đuổi là mất 21 củ đèn của dân, không biết làm nào được, cứ kiếm tiền để lại về phục vụ vào bản thân thôi. 21 củ ra đi, chuẩn bị ra đi. Được cái là nhanh. Đâm ra là nhiều khi chả nói bạn cũng làm đúng ý. Được con nào chứ anh?
không gọi em trên này rồi, có công xe mà giao lưu bên em tí. Con trai hết rồi, 75 đúng rồi. À, Huế, Huế, đấy. Huế. Bảo từ hôm nọ là hôm nay xuống được. Dạ vâng, hôm nay anh lấy à? Anh giới thiệu em cái, anh em cái tên gì ở đâu cái? Hai anh em thì ở trên Sóc Sơn mình. Đây là anh Mạnh. Anh Mạnh. Đây là mình Đăng. Vâng. Hai anh đều ở trên Sóc Sơn. Hôm nay mình xuống Hoàng Kiên. Vâng, ăn hẳn con 75. Chơi hẳn biển tỉnh xa cho nó. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh nhá. Vâng, cảm ơn anh nhá. Anh vào nhà đi. Vâng. Đấy. Vâng. Cảm ơn là trước hết rất nhiều các khách hàng tin tưởng ủng hộ đến và sử dụng sản phẩm bên em. Còn chính sách anh em hết sức yên tâm, bảo hành hay là bao tiền mà đều có hỗ trợ tuyệt đối cho. Còn Exim 150 biển 15 hình cũng 75 hình như có mười mấy triệu rồi. 15 triệu mấy mà. Vâng, có Vision khoảng 30 triệu không anh hiểu đâu. Luôn em vừa like chiếc có 29 màu đen anh. Lấy vợ cho hết. Không hết được anh ạ. Lấy vợ được thì cho. Khả năng là hết đấy, nhưng mà nhiều khi em nó có đam mê món khác. Thì thầm mùa xuân. Đêm ấy thì thầm mùa xuân. Lấy phải con vợ nó lại cầm tịt mồm. Tứ đời không bao giờ biết mở mồm ra. Thôi chết dở. Thế là trắng đẹp nhỉ. Ok đây, Nguyễn Thành Nguyên luôn. Cùng xem đi anh. Đẹp thế này mà không xem Vâng, hôm nay là mình phải đi chơi anh ạ. Thế à? Sóc Sơn đến đây mà ít xuống. Dạ vâng. Vâng anh nhá. Ok anh. Rồi. Cảm ơn Tuấn Thịnh nhá. Một chiếc SH đây rồi, các anh thấy đẹp vâng, chưa? Vâng, anh Vi Thanh Sơn chở em xíu nhé. Đăng ký sang đầu 4320, lốp còn zin, lên mặt nạ thể thao thôi. Còn lại sơn đây, các bác cùng đi với em một vòng để thấy được cái màu trắng. Màu trắng mà sơn tỉa lại nó sẽ thành hai màu rất khó nhìn. Ví dụ như cái mặt nạ độ này, các bác nhìn từ xa có thấy cái phần này nó khác màu nhau. Đây là mặt nạ độ, còn đây là sơn zin của nhà máy thì quá trình cái mặt nạ độ nó sẽ phai màu nhanh hơn. Có anh Trung Nguyễn ơi, có đấy ạ. Máy nó vẫn đẹp hơn, các bác nhìn công nhận không ạ? Đấy, mặt nạ này độ nó sẽ xuống màu nhanh khác. Em thấy bảo hơn 20 cái sao anh Hoàng Nguyễn ạ? 2020. Vâng. Để chân các bác nhìn. 125. ABS luôn đấy nhỉ? Vâng, bản ABS luôn. Vâng, màu trắng ngọc trinh nha anh em nhá. Một chiếc ABS 125 biển số 29L1 Từ Liêm ạ. 81003 cho em xin một vòng lại anh em nào tín đồ của S125 phanh ABS. Cái này cũng là một tín đồ, có những người chỉ thích 125C thôi. Vâng. Hoặc 150C thôi, không quan trọng. Đơn giản là những bác đã sử dụng phanh đĩa mà tốt thì thực ra các bác sẽ hay từ chối ABS vì nó rẻ hơn mười mấy triệu. Đúng rồi. Nhưng những bác mà không sử dụng phanh đĩa tốt, tức là cái tốt là như thế nào? Là các bác bóp phanh đĩa đúng hay là các bác bóp vào nhứ nhả, bóp nhứ nhả giúp em. Chứ bóp giữ một cái hẳn như thế này, chết hẳn lại thì cái khả năng ngã là rất cao. Kể cả là với một chiếc quay các bác bóp phanh trước mà bóp hẳn lại bó cứng là nó dẹo ngay cả xe. Đấy, nên là bóp phải nhú nhả với những chiếc không ABS. Còn khi có công nghệ ABS rồi, các bác bóp có thể tự tin hơn. Tự tin bóp nó khi nó định tính toán đến cái độ lật, độ nghiêng xe, nó sẽ tự nhả vào trong bó phanh của ABS, nó sẽ không bó được nữa. Yeah. Vâng, một chiếc 2020 tháng 11 của 2020, giá ABS cũng như giá CVS mới thôi, 73.500.000. Các bác thấy hợp lý không ạ? Nhớ cho em là công nghệ ABS nhá. Vâng. Các bác mua cũ lời hẳn ra một công nghệ luôn, mà mới cũ công nghệ này nó lệch nhau 12 đến 15 triệu tùy từng thời điểm. Bây giờ rồi, các bác bỏ ra là 73.500.000 sử dụng hẳn công nghệ ABS, hai lốp vẫn còn zin. Thấm thịt. Máy Hà zin mùa này zin. Hàng mùa này vắng những cơn mưa. Chuẩn bị có chuẩn luôn bị cơn mưa bây giờ. Luôn rồi đấy anh ấy. Đâu. Tuấn Thịnh đang bảo là cô Dung hát bài mùa Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, nên mà Hà Nội mùa này chuẩn bị có những cơn mưa. Không vắng nữa rồi, tầm này là sắp mưa chuẩn rồi. Chuẩn bị đang mưa rồi anh em ạ. Dở rời mà, đang rất là dở rời. Thấy lạnh cơ. Anh Trung Nguyễn Exciter màu đen, em vừa like rồi anh, mới like được 15 phút trước thôi. Giá 31.500.000. 31.500.000. Anh Hoan Nguyễn báo xếp tiền mua cho Đức một cái rẻ mà. Cũng không thấy bảo cái đấy, cái chợ thính không rẻ đâu anh em. Cái chợ thính đắt mà. Hay bảo dưỡng, em thấy nó nhược điểm của bạn ấy là cứ vào nước là hay bị mệt. Đấy là thành ra là trời mưa là cũng ít ra ngoài trời mưa này. Chắc là sắp mưa thì các phải lai nhanh, hỏng nước không ra được. Không phải nó vào trong tay rồi, nhưng mà ý là của nó bị hỏng rồi bắt buộc phải thay ấy. Dạ, khá tốn kém. Tốn kém đấy. Tóm lại là ai cứ bệnh, có bệnh gì là khổ bệnh mà đấy. Mà đang cứ dùng một cái thôi, rất là vất vả luôn. Các anh em dùng một cái nó sẽ nghe nó lệch. Em mấy lần bảo sao không dùng hai cái, thì bảo từ từ em mới lắp. Lắp hai thì nghe nó cân, giống như anh em mình nghe tai nghe một cái mà nghe suốt thì thấy nó cứ nghiêng người.
nó mất cả cong thăng bằng luôn. Nó ù ấy. Tai nó có chức năng thăng bằng nữa mà. Không đấy, vừa rồi bảo về kiếm cô vợ đấy, ra mắt cô vợ giới thiệu đấy, không biết là chị Dung có được trong năm nay được ăn cỗ không? Rất khuyến khích. Xe Hoàng Kiên năm nay là cũng có tầm khoảng mấy anh 2-3 ông quá lứa nhỡ thì. Không, 2-3 ông lên đường lấy vợ. Thì được mấy anh em quá lứa nhỡ thì tầm 7 mấy mới cả là đầu 8 nhỏ đây là sẽ tổ chức. Caramel này đang chuẩn bị trong năm nay. Anh lại chưa đâu. Em và chị Dung đều gọi là anh Caramel thì các bác trên live tự hiểu là tuổi đi, đúng không? Lại chưa rồi à? Đón, thôi. Đón theo em nghĩ là học bằng lái cho nó chắc nhờ. Thế mà anh cứ lái non này anh nguy hiểm lắm. Lái non này là bọn nó nũng nịu, bọn nó khó chiều, bực mình lắm. Điên tiết lắm. Lái xa. Nhờ. Đây mấy cái đứa nó non, mấy đứa nó trẻ, mấy đứa nó nũng nà, nũng nịu tốt hết là. Không lái Exciter nó chuyển sang lái máy bay. Đấy, thật thôi, theo em nghĩ là anh lái máy bay cho lành. Cho nó đỡ bị phải đổi chiều. Đổi lái liên tục. Thống nhất là như vậy nhá, thống nhất là như vậy. Rồi ok. Một chiếc cà lết tiếp theo. Con này chất nhỉ? Máy chất thế. Hàng mới ạ. Toàn những chiếc lết màu đỏ đen. Anh em nào hợp không? Nhục. Anh em nào hợp màu đỏ đen thì đến với một chiếc lết 125. Chiều nó một tí. Đỏ đen. À không chiều, yêu phải chiều, yêu không chiều nó chẳng bỏ. 29X3 anh em nhá. 55325. 2022. 22 chạy 3400 km anh em ạ. 38 triệu. Em nhìn phím lại từ từ. Chả có gì để chê. Vừa nói đến giới thiệu cho bà chị bảy mấy phát là cứ cuống cả kê ấy cả lên. Anh em nào có bà chị chồng chết chồng bỏ chồng chê. Đây 3400 cây nha anh em nhá. 2022. Đây đồ rất là hiện tại là cái gì, Honda Tiến Dũng Phùng Đan Phượng Hà Nội. Số điện thoại. Báo chị giá con này luôn em ơi. 38 triệu một chiếc LED 2022. Rồi. Tay sách còn zin, nói chung là sơn zin toàn bộ, chả chê cái gì. Mua tại Tiến Dung, Đình Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, đúng tỉnh, đúng huyện luôn. Lên mỗi cái mặt nạ thể thao, các bác có thể xem lốp theo xe ốc trục sáng quắc. Hàng đẹp, chính xác là đẹp. Đây các bác nhìn thấy từng chi tiết. Trừ mỗi cái giá ra các bác xác định giá ạ. Nó cũng phải là giá cao đi. Anh em nghe lại tiếng này đấy, tiệp nổ cái máy anh em chắc không? 3000 cây mà, tầm này bắt đầu mới ngon mới ngọt. Đang tròn tiếng. Thích lắm. Đây các anh có quay lại cái tem này chưa cho các bác xem. Đúng tem của hàng Honda. Bác nào mà ở Đan Phượng thì giới thiệu giúp em nhá, để cho xe nó phong, đúng okay cái nơi ạ. Nó sản xuất thì cực kỳ hợp lý, phù hợp luôn. Vâng. Quá đẹp. Rất đẹp. Chán quá. Nghe em hỏi giá thì vừa mới mua. Nghe lúc bụng tình duyên. Một cơ số bên Hoàng Kiên em là một số các anh em nam là không biết là duyên tình thế nào hay là cầu thang lên phòng cái... ở của anh em đúng không? Đây gọi là chưa đúng phong thủy hay là cửa mở không đúng tình hướng. Đây gọi là tình duyên lận đận. Mất cơ số 5 đến 8 bạn ở bên xem. Kinh đấy á? 4 3 4 đấy chứ. Sếp cũng nói thống kê rồi, 5 đến 5 7 bạn gì đấy. Anh đấy, một cơ số nhá. Nên là các bác nào có một cái cơ số ngược lại thì giới thiệu giúp bên em để làm sao mà giao lưu xe xong là giao lưu cả người luôn. Rồi đến với một chiếc Vision đây, hàng trắng chưa dọn, chắc là nằm trong giai đoạn nghỉ lễ chứ nếu mà trong bảng giá có mà chưa dọn thì nên phải đầu tư dọn lại chiếc này. Vision 2016 nhá. 21.800. Hàng chưa dọn, thực ra là màu trắng bây giờ cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Nó bị ngà ngà xuống màu mất rồi. Đúng vào giai đoạn đang cười dở đúng không? Cười nốt thôi. Để chị Dung cười nốt đoạn cười dở. Rồi, đây để em đọc mấy comment anh em. Anh Quang Minh MC xin chào Hoàng Dung, chào Thiệp. Chúc ngày lễ vui vẻ. Tớ cũng nhiều người yêu mà toàn bị hờn với giận, ốm mệt mà không biết làm thế nào, mong shop tư vấn. À, rồi anh em tư vấn cái món gọi là người yêu toàn giận với hờn. Chắc anh lại giống chị Dung vừa bảo, lái xe ấy rồi đúng không? Anh chuyển sang lái bằng cao hơn đi, lên bằng lái cao, đừng lái những dòng xe. Bảo là đang tư vấn cho anh Hậu ấy là kiếm bằng lái phải thi số sang bằng kia bằng lái thì nó đỡ bị ấy
bằng lái trẻ là nhiều khi nó hay bị mệt lắm, quay xe liên tục, hờn dỗi, đúng như anh Quang Minh MC hờn dỗi con đò suốt. Anh Long Hổ thì muốn giao lưu với em Dung đây, anh chị vẫn ở trên này đang đợi đây, anh cứ nói thôi, vẫn giao lưu bình thường hết anh ạ. Vâng, chào San Xe Hoàng Kiên, anh Vũ Đình Phong. Vâng, chào rất nhiều các anh em nhá. Anh Phạm Đạt có quay cá không? Không còn ạ. Exciter còn anh nhá. Quay lại rồi. Cho em. Rồi quay lại. 2016 bị cái màu trắng nó, chính xác cái từ này bọn em hay gọi nó gọi là sức răm răm, gọi là xuống màu theo thời gian, nó cứ dạn dạn ra. Để mà nói để mà đẹp bây giờ thì chính ra là cứ gọi là tùm cả xe thì nó sẽ là đẹp đều màu nhất. Còn các bác mà tỉa ra bây giờ nó cái trắng mới trắng cũ nó cũng không đồng nhất được. Thì thôi em cứ thống nhất như thế này cho nó dễ, để cho các bác mình ở trên line là 21.800.000 thôi. Chưa bao rõ giá mới nhá, giá mới 21.800.000, chưa có bao rõ. Bác nào mà thích dọn đẹp lên tất hay là muốn tỉa qua một vài vị trí thì nhu cầu tùy các bác. Máy ok, nhung được, mất mối nhựa. Cũng có thể một phương án khác là các bác như hôm nay em bán cho một bạn, bạn ấy cũng có phương án là bạn ấy lấy một chiếc xe xước về, bạn ấy đầu tư dàn trả sơn bỏ ra 800.000, giá là cao bá quát với những chiếc dán gấp mép rất đẹp mà 1-2 năm lại đổi màu rất ok luôn. Đấy, cũng dán đúng màu này đăng ký thôi không sao, nhưng họ dán lại thì nó đẹp, giống như mình gọi là dán đề can tường, dán lại thì cái màu nó đẹp hơn và lại sơ giữ được cái lớp sơn trong. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì có thể tính toán hai phương án nhá. Còn bản thân cái đồ nhũ này các bác nhìn tách biệt ra không xấu, đồ nhũ không xấu thì là xe 2016. Rồi tiếp theo anh em nhá, một chiếc Dream 110 ạ, bản màu này là màu gì nhỉ, màu xanh cốm. Rồi nhớ cho em màu xanh cốm nó chỉ nằm ở 2016 Dream 110 nó sẽ có những cái màu như màu xanh cốm, màu vàng, màu đỏ và màu đen tuyền. Còn màu nâu thì có từ 2013 bắt đầu Dream 100 dừng sản xuất thì Dream 110 ra với màu nâu là đại diện màu gọi là màu truyền thống của Dream. Anh Long Hổ nhảy từ bếp bên đỏ sang bếp bên xanh. Không, ok anh ơi, cứ đọc, lên. Lúc nãy em đọc ở bên đỏ đấy, ở bên xanh nhá. Vâng, bên đỏ. Anh em cứ qua trực tiếp bên cả hai luôn. Long Mai phố chùa Cầu Giấy Hà Nội nhanh nhá. Giao đấy, lưu luôn. Giao lưu với em luôn, có dạ, gì vâng. Đâu. Mời anh em gì nhỉ? Nước vối. Tại cửa hàng. 52 chùa Hà có cả nước chan, nước lọc và nước vối. Đấy, sếp em lại ưu ái toàn nước vối thôi. Rồi, uống nước vối cho đỡ bị thuốc sâu, ví dụ như là chè xanh em thấy cũng vẫn phun thuốc sâu bình thường. Nước vối thì là hiện tại nhà em có mấy cây vối nha anh em nhá, lá dạ, vối vặt lên được. Vâng, trồng được. Xong rồi anh, cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh ạ. Một chiếc cái Exciter 75 anh em thấy hợp lý. Huế 75. Rất đẹp, rất rực rỡ. Giá tình yêu nhà anh nhỉ. Rẻ như giá quần. Giá quá yêu thương luôn. A hổ đi. Vâng, 2016. Xe này. Đấy, chót cho mọi người nhá. 2016. Máy 110. Nhắc lại là dòng này ngoài việc các bác chơi đi, các bác có thể like thù cũng rất hợp lý. Với những chiếc Dream 110 họ thiết kế một cái giá này, các bác nhìn cái giá tay sách này. Nó dài, mình có thể đặt một cái giá gỗ lên trên để like thù để chuyển. Không, vẫn phải bật quạt cho nó hợp lý với đấy. Những các bác dùng công việc nó để like thù trở nặng. Giá thành chiếc Dream 110 2016 zin máy nhá, tay nắm này các bác nhìn này, zin này đúng không ạ? Tay nắm zin. Đồ sơn là cũng kiểu loại đánh bóng lên thôi, chứ lớp sơn này vẫn là lớp sơn zin của xe đấy các bác ạ. Đồ nhũ vẫn còn. Chân nan này các bác nhìn, vành đôi khi chân nan xanh sáng. Da máy vẫn còn. Đấy, xe là còn theo xe, còn đôi lốp sau thay thôi. Lốp này. Còn đẹp các bác nhìn nhá. Giá để cho các bác mình trên line là 15.500.000. 15.500.000. 2016 nha anh em nhá. Công tơ thì con này chạy tầm khoảng 2 vạn rồi anh em ạ, hơn 2 vạn rồi mọi người nhá. Hiện tại là quay về 0000 rồi. Đấy anh em, công tơ bên em đã quay về 0000 chắc rơi vào tầm khoảng 2 vạn rưỡi. Đấy, một chiếc Dream 2016 15.500.000. Anh em những cái dòng này mọi người có thể chở hàng được này, chở hàng được, đi lại bình thường được. Vì em thấy là những cái dòng này rất là nhiều anh chị em tìm mua những chiếc Dream 15.500.000 110 để chở hàng. Rồi, một chiếc Smart K 2018 màu xám ghi, màu rất là đẹp. Xe đại diện của năm 2018. Nó có những cái giải 3D này, cực kỳ bắt mắt luôn các bác, nhìn thâm sâu đẹp mà lại còn sần, nhìn bền, đồ nhũ đẹp đúng không ạ? Nhìn vuông vắn, giải led. Ok thể... anh Lâm Tùng, anh Nguyễn Phúc Minh, lá vối phải phơi khô, uống tươi là bị yếu sinh lý đấy. Ô thế à?
Nhà em toàn uống hạt thôi anh ạ, em thấy uống hạt nhiều mà. Hột hột này hạt gì đấy? À, nụ vối, nụ cái vối. Đấy là gọi là nụ vối. Em toàn uống nụ vối anh em ạ. Uống không biết là không lọc là uống cứ vậy dần dần. Không biết là có yếu hay không, chả biết được. Vẫn đây khỏe. Chả biết, cũng chẳng biết. Biết. 77 anh em nhá, Bình Định à? Vâng, biển 77, màu đẹp anh nhá, màu đẹp. Vâng, màu này là màu 3D, 3D 8 ghi 2018, giá yêu anh thương ơi, vô cùng. 25 triệu. Thật sự là cho những chiếc smart cây nhớ cho em này. Ừ. Quá smart cây. Form 2018. Rồi. Smart cây xịn nhá, trên mặt màn còn nó blast 2019 đâu em. Đẹp không ạ? Rất đẹp, kim bấm đồ đạc tay nắm còn hết. Giá là 25 triệu. Rồi. Những chiếc LED 125. SH 2019. 25 triệu nha anh em nhé, biển 77 ạ. Anh em thích form dáng này, bản LED. Thực ra rút hồ sơ bên em giúp cho anh em thoải mái luôn. Anh em mất phí cho em nhé. Tại vì những cái dòng này thì thường là hơn 20 triệu hoặc dưới 30. Thì bên em cũng muốn khách là cũng không nên phải rút hồ sơ làm gì cho mệt. Đấy. Có hơn 20 khách hàng đến em gặp luôn. Họ báo đơn giản cái biển số chỉ là cái tên nhận dạng của xe hoặc là cái số nhận dạng của xe khi gửi bãi hay là đi lại thôi, chứ nó không có thay đổi gì nhiều và chất lượng xe cả, nên họ cũng không quan tâm. Tóm lại là chỉ là coi như là xe là số 1, xe là số 2, tức là tôi nhớ cái xe đấy tên số 1 hoặc tên số 2 để khi gửi xe gửi bãi có thể nhận dạng ra, chứ cũng không quá cầu kỳ. Còn đẹp thì hãy chơi đẹp hả, tư quý tam hoa sảnh tiến chẳng hạn, cái đấy nó là đẹp rồi đúng không? Còn bình thường thì theo em cứ để nguyên bản, đảm bảo cái tiền rút hồ sơ mấy tiền sang tên để đầu tư bảo dưỡng xe cho nó ngon. Giá là 25 triệu, hợp lý không ạ? Nếu Hà Nội nhá, các bác ơi, phải xấp xỉ 40-30. Hả? Rồi. Một chiếc xe tiếp theo nha anh em nhá. Dream. Rồi. Anh Vân Bonsai có bao ship không? Không anh ơi, em không bao ship, không bao hồ sơ nha anh em nhá. Hiện tại là xe em bán giá bán luôn tại cửa hàng luôn. Anh em nếu mà muốn mua thì anh em cọc giúp em, nếu mà muốn rút hồ sơ thì bên em rút hỗ trợ rồi. Mọi người thôi, còn là phí anh em phải mất giúp em nhé. Đấy, rồi ok, một chiếc Dream. Dream nha anh em nhá. Gọi là vừa thôi, vừa phải thôi. Gọi là nhô 10 tí đấy, phục vụ cho bác nào đang cần một chiếc Dream Thái rẻ. Lấy về đi ăn đi làm, kiếm tiền. Biển 29K, đăng ký thì chắc là 29K nó rơi vào 208-209 rồi. À quên, 1998-1999, sorry. Dream Thái các bác nhá. Nhưng mà vâng, anh mãi mãi ngày lễ các em vẫn phục vụ các tình yêu. Vâng, thôi nó là công việc anh em ạ. Anh em nào có nhu cầu là bọn em vui rồi, có nhu cầu là bọn em có tinh thần để giao lưu rồi. Hơn 300 anh em, hơn 500 anh em đang xem livestream. Cảm ơn rất cảm nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nhá. Mất cái điểm lườn lóc và nắp bình xăng hơn, nhá. Hơn chục triệu đúng không? Đúng rồi. Hơn chục triệu anh em ạ. À. Vâng. Những cái này thì anh em có thể bắn tỉa này. Cái này đơn giản bắn tỉa rơi tầm vào mất tầm hơn 200. Nghe máy sơ bắn tỉa nếu có mà có Waya không? Waya bên em có nha anh Vũ Tú nha, Waya cho người. Anh em ạ, máy vẫn được. Có hết ạ. Cái máy này là cũng hợp lý rồi. Hợp lý về hình thức, về nhũ, mất mỗi cái nắp bình xăng mới cả là gái thôi. Thôi cũng mua hợp lý, cộng cho anh em mình, bán anh em mình 12 triệu 500. Chỉ có trên like thôi nhá, 12 triệu 500. Chưa bao gọn mọi người nhá. Cái vừa, gọi là vừa phải đi ăn đi làm. Tóm lại con này phải dọn, nếu mà anh em muốn đẹp đây anh em phải dọn mọi người nhá. Trong tôi, đấy, vâng, 12.500.000 một chiếc Dream Thái, đầu được, máy bao nhiêu em? Sau cũng ok, 008 thì con này chắc nó rơi vào cũng 520. Ai 1997. Vâng, 12.500.000 biển số con này là bao nhiêu đấy? 29K7 nhanh, đúng đều đúng biển đấy, 7312. Rồi. Chung là hợp lý, giá tiền phù hợp. Abrex biển 30H9336-2008 còn không em Dung? Còn anh ạ. Vâng, anh Xuân Quang, Xuân Quyên. Còn anh ơi. Con Abrex biển số 77 giá sao em? 25 triệu. Được 25 anh ạ. Anh nào mà đúng ở tỉnh thì thôi rồi, quá hợp lý. Để mà đúng cái tỉnh đấy, ví dụ anh đơn giản chỉ cần ra đến 90 cũng phải tầm 27-28. Mấy anh năm em ơi. Về đến 29 phải xấp xỉ 30-29-30 anh nhá. Gì đấy? Tiếp tục đây. Rồi ok anh em nhá, tiếp tục một chiếc SH 2017 150. Đấy, 150 CBS anh em nhé, màu đỏ dành cho anh em mệnh thổ, mệnh hỏa. 150 đấy ạ. Đây anh em nhìn hộ em, những cái này nó cũng rất còn đều xe này, xe sơn vẫn còn zin. Tay sách thì có được bắn tỉa lên sport anh em nhé, lên vành, lên càng.
Đấy, lên lên tay sách. Lên ra cả ra máy luôn, biển 29E232847 nha anh chị em nhá. 32847, anh chị em nào quan tâm những cái dòng SH150 đời 2017 bản LED 2 tầng. Đấy, màu đỏ cho em. Con đó đồ còn zin nha anh nhá. Anh Vân Bonsai zin chứ. À, anh ở Bình Định giảm mà giá đi. Anh ơi, 25 là rẻ cho nó khóa sơ mắt cây mà khóa sơ mắt cây xịn đấy anh ạ, rất hợp lý luôn. Bác nào 3D nha anh nhá, anh mà lấy con đấy là đấy. Anh lấy con đấy là ok đấy nếu mà. Màu đẹp, giá cũng yêu luôn đúng không ạ? Rồi, chiếc SH này em để ra cho anh em mình lọc là tí lấy may 67 triệu 500. Sorry. Có hai chiếc. Chiếc này là 68 triệu 500 nhá, 68 triệu 500 vì chiếc này là 150 2017. Em nhắc lại giá là 68 triệu 500. Rồi. Tháng 11 2017, bản 150, đèn LED 2 tầng. Chắc là cái con Brett anh Vân Bonsai đang muốn mua chắc là ra lộc cho anh tầm khoảng 2-300 gì đúng đấy. Rồi. Cho lấy may đây nhá. Vì là bọn em nhá. Cũng không cộng nhiều đâu, mỗi một con xe cộng tầm khoảng 2 triệu hơn 2 triệu bọn em còn vận hành nữa. Nên là thôi anh em cũng hoan hỉ chúc em. Tại đấy ngày hôm nay anh em nghỉ lễ nghỉ Tết hết rồi. Đấy, cũng chơi bời, cũng này nọ, du lịch, du lẹt hết rồi. Nên bọn em vẫn ở đây, vẫn giao lưu với tất cả anh em, gần hơn 500 anh em đang xem live stream. Đấy, rất là nhiều anh chị em đang comment. Nay mùng 1 tháng 5 mà hai ca sĩ chịu khó quá. Cảm ơn anh Nguyễn Hoàng. Vâng, em cảm ơn 29K7731, nhà mình còn con này không? Đây, con này em vừa like xong đấy. Vừa like xong đúng không? K77312, còn 12 triệu 500 nghìn anh em nhé. Đúng rồi. Vừa like xong đấy ạ, 12 triệu 500 nghìn. Đời 1996 anh nhá. Anh em nào thực ra đồ nó cũng đều theo xe thôi, chứ không phải là căng, không phải là đẹp. Vâng, 60 mấy triệu nhỉ? 68 triệu 500 ạ. Vâng. Hết rồi à? Hết rồi. Vâng, cũng rất là nhiều anh chị em đang xem live stream. Chắc ngày nay là anh em rảnh rỗi đúng không? Vâng. Đức báo là những cái dân dòng xe hiện tại đưa lên cho em like cũng vừa tầm vừa đủ để cho anh em xem và cân đối quyết định những sản phẩm mình đang cần hoặc đang có nhu cầu hoặc cũng có người quen người thân đang cần thì cũng giới thiệu chia sẻ giúp bọn em nhé. Thì rất nhiều các cái sản phẩm em thấy là cũng cực kỳ hợp lý từ giá còn chất lượng các bác chưa nắm bắt được, bọn em có cái gọi là cái phiếu bảo hành kèm theo, tất cả đều có những cái chính sách bảo hành kèm theo cho các bác có thể yên tâm khi mua sản phẩm bên em đúng không? Rồi. Nếu có lỗi hoặc nếu có nhu cầu sang tên hoặc nhu cầu bán mua lại bọn em đều anh Vân Bonsai. Shop mình ở đâu anh ơi? Hiện tại đây. Em ở 52 phố Trà, cầu Giấy, Hà Nội nha anh nhá. Địa chỉ trụ sở chính bên em là 52, còn hiện tại là nó là gần cổng chợ xe máy cũ Hà Nội đấy ạ. Anh em nào mà quan tâm thì cứ lên shop cái gì nhỉ, lên Google Map. Vâng, anh Google Map anh ấy địa chỉ cho anh em luôn là 52 phố Trà, cầu Giấy, Hà Nội. Quay lại con rim đi anh Giáp Lê, anh ơi quay lại cho em con rim cái 12 triệu 500 nha anh em nhá. SH này 150 hay 125? Anh ơi 150. SH đỏ bao nhiêu tiền? Anh Thanh Nguyễn. 68 triệu 500 ạ. Vâng, nhà mình bán xe ở đâu vậy? Anh Nam Đôn An. 52 phố Chùa Hà, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Anh dạ vâng, anh Hùng Hùng. Con Dream Việt 2001 bán chưa? Chắc con ấy bán rồi anh ơi. Hôm qua em thấy có khách đến lấy luôn rồi. Có Vision thể thao có chạy lướt không em? Em còn bản cá tính thôi ạ. Rồi, em còn cá tính thôi. À. Ablet màu đỏ còn không xốp. Anh Lê, chúng anh Nam à? Con mà, em vừa mới like xong. Vâng. Còn rất nhiều chiếc màu đỏ, đặc trưng là nhà em màu đỏ rất nhiều. Từ Vision cho đến những cái dòng xe LED hay là dòng xe lớn cũng rất nhiều màu đỏ. SH cũng thế các anh em nhé, bên trong rất nhiều. Anh Hoàng Nguyễn Hoàng, mình đến Hoàng Kiên mua 4 con xe cho 2 đứa cháu và 2 con nhà mình. Cũng đều đi xe Hoàng Kiên hết, cửa hàng uy tín. Cảm ơn anh Nguyễn Hoàng rất là nhiều nha. Đấy, những khách hàng mà đã sử dụng, đã trải nghiệm, đúng không? Ra những nhận xét thật sự là bọn em vô cùng cảm ơn. Vì đấy là những lời nhận xét khích lệ tinh thần cho cả đội ngũ của xe máy Hoàng Kiên em rất nhiều. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thực ra là buôn xe cũ, nói thật với anh em thì cũng không thể tránh khỏi được những xe có lỗi. Nói thật là như vậy. Đôi khi là mua ở đây về bọn em kiểm tra cũng rất là kỹ càng rồi. Để không bị. Đấy nhưng mà linh kiện điện tử các anh em sử dụng các anh em cũng thấy nhưng để lâu không đi bình nó chết máy. Để lâu không đi ga dồ mạnh lên IC nó bị sốc, nó cũng vẫn bị lỗi điện IC hoặc
cầu chì đúng không ạ? Rất nhiều lỗi và khách hàng khi sử dụng cũng chỉ thấy nó không nổ là báo cáo ngay cho bọn em thì bọn em khắc phục triệt để luôn thôi. Thực ra nó không nổ thì nó có rất là nhiều lý do, thế nên nhiều khi anh em thấy không nổ bác là ui mua xe cụ thế nọ, mua cái xe cụ thế kia. Anh em không ngại về vấn đề đấy đâu mọi người nhá. Nên bên em có thể xử lý cho anh em trong 6 tháng mà. Đấy, 6 tháng là bọn em vẫn bảo hành ắc quy cho anh em luôn. Đấy, cũng có bảo hành cả về máy móc cho anh em nhé mọi người nhá. Con Dream đời bao nhiêu mà rẻ vậy à? Mà vẫn mà gì? Chạy em không hiểu cái câu Dream này thì ạ? Ừ. Không biết mà nhiều mà vẫn Dream hả em? Em cũng không anh dép lê. Okay. Đời 1996 nha anh em nhá. Xe nó tầm xe thôi. Tại vì giá có 12.500.000 nên năm ra là những cái dòng xe nó 12.500.000 nó chỉ là vừa xe thôi. Được cái máy móc đều, còn là hình hài thì nó cũng bình thôi. Đấy anh em xem thì bọn em live stream trực tiếp bọn em cũng nói rồi đấy. Đã rất thật rồi anh. Rồi, SH nhập màu đen còn không chị anh Tạ Trung. Còn màu đen, màu trắng, màu sữa, cà phê có đúng hết, rồi. Còn hết nha anh em nhá. Vâng, chắc có lẽ là hai chị em xin phép xuống live. Hẹn vào buổi live ngày hôm sau nha anh chị em nhé. Cũng ngày hôm nay là ngày quốc tế lao động, chúc tất cả anh chị em một cái ngày nghỉ vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em đang xem livestream. Xin chào mọi người.